Nhiều tư vấn bán hàng các đại lý Hyundai vừa đăng tải thông tin Hyundai Elantra, phiên bản tiêu chuẩn đang giảm giá sâu. Những chiếc xe này được sản xuất năm 2023 và số lượng không còn nhiều. Theo đó, giá bán của Hyundai Elantra tiêu chuẩn thấp nhất ghi nhận được đang là 534 triệu, thuộc về một đại lý tại Đà Nẵng. Bài đăng của một tư vấn bán hàng tại đại lý này cũng cho biết, chỉ còn duy nhất một xe. Trong khi đó, tại Hà Nội một số đại lý đang bán với giá 549 triệu. Một đại lý khác tại Hà Tĩnh cho biết, giá của chiếc Elantra tiêu chuẩn tại đây là 552 triệu. Giá bán niêm yết của chiếc Elantra tiêu chuẩn đang là 599 triệu. Như vậy, mẫu xe này đang được giảm giá 47 đến 65 triệu tùy đại lý. Khi so sánh, chiếc Hyundai Elantra tiêu chuẩn dù ở phân khúc C cao hơn, nhưng giá bán đang thấp hơn đàn Emerson 2024 phiên bản cao cấp vừa mới ra mắt. Chiếc Emerson cao cấp đang được niêm yết với giá bán 529 triệu, mặc dù ở phân khúc B thấp hơn. Ngoài ra, mẫu xe này cũng đang có giá thấp hơn một chiếc xe hạng B khác là Honda City. Hyundai Elantra phiên bản tiêu chuẩn tại đại lý có thể dễ dàng nhận ra qua bộ mâm nhỏ. Cụ thể về trang bị, Hyundai Elantra phiên bản tiêu chuẩn có lưới tản nhiệt màu đen nhám, đèn chiếu sáng dạng halogen, mâm xe 15 in không có đèn LED định vị ban ngày cũng như đèn hậu LED. Vào bên trong, xe chỉ có đồng hồ hiển thị dạng cơ kèm màn hình 4.2 in, màn hình giải trí cảm ứng vẫn có kích thước 10.25 in như các phiên bản cao hơn. Động cơ 1.6 hút khí tự nhiên cho công suất 125 mã lực và mô men xoắn 155Nm hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Trong phân khúc xe hạng C, Hyundai Elantra thường xếp sau Mazda 3 và Kia K3 xe chủ yếu cạnh tranh vị trí với Honda Civic và Toyota Corolla Antis. Nếu năm 2023, kình địch chủ yếu là Toyota Corolla Antis thì sang năm 2024, Honda Civic lại trở thành cái tên đe dọa vị trí của Elantra nhất khi mẫu xe nhà Toyota tỏ ra hụt hơi. Quý 1, Elantra đứng thứ 3 với 378 xe bán ra, xếp trên Civic với 268 xe. Sang đến tháng 4, vị trí này lại thuộc về Civic, trong khi Elantra ngậm ngùi xếp sau.